Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật diễn biến của khủng hoảng đang diễn ra ở Niger. Giữa bối cảnh tình hình tại đất nước này được cho là đang leo thang căng thẳng hơn bao giờ hết, thì mới đây, vào ngày 27 tháng 8, Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, Abdel Fattah Moussa cho biết, khối này đã đề xuất với chính quyền quân sự ở Niger do tướng Abdourahmane Tchiani đứng đầu tiến hành một cuộc gặp giữa hai bên tại một địa điểm trung lập. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera có trụ sở tại Qatar, ông Moussa nói, chúng tôi đã đề xuất với lãnh đạo của Hội đồng quân sự Niger gặp nhau tại một địa điểm trung lập. Theo ông Moussa, ECOWAS cũng yêu cầu chính quyền quân sự Niger trả tự do cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, coi đó như một cử chỉ thiện chí. Ông Moussa nhấn mạnh ECOWAS không vội lựa chọn phương án quân sự để giải quyết khủng hoảng ở Niger, tuy nhiên tổ chức này chưa thấy bất kỳ bước đi cụ thể nào từ phía chính quyền quân sự. Trong một tài liệu nội bộ do Bộ trưởng Quốc phòng Niger công bố ngày 25 tháng 8 và chia sẻ rộng rãi trên mạng ngày 26 tháng 8 cho biết, chính quyền quân sự nêu rõ các mối đe dọa thù địch nhằm vào Niger đang gia tăng, vì vậy toàn bộ các lực lượng vũ trang được yêu cầu duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất nhằm đảm bảo có thể lập tức đáp trả cuộc tấn công quân sự bất ngờ từ bên ngoài, cũng như tránh rơi vào thế bị động trong tình huống khẩn cấp. Tài liệu còn nhấn mạnh, các mối đe dọa xâm lược lãnh thổ quốc gia đang ngày càng được cảm nhận một cách rõ ràng. Trước đó, sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân sự của ECOWAS tại Ghana ngày 18 tháng 8 vừa qua, ông Moussa cho biết khối này đã xác định thời gian cụ thể tiến hành chiến dịch can thiệp quân sự vào Niger nhưng chưa công bố chính thức. Cuối tháng 7 vừa qua, một nhóm sĩ quan thuộc lực lượng cận vệ của Tổng thống Niger đã tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Lực lượng đảo chính đã thành lập Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc, đứng đầu là tướng Abdourahmane Tchiani, để điều hành đất nước. Sau cuộc đảo chính, ECOWAS đã áp đặt trừng phạt Niger và đang xem xét các phương án nhằm khôi phục trật tự hiến pháp ở nước này, bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự, song vẫn cam kết tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Ngày 19 tháng 8, tướng Abdourahmane Tchiani tuyên bố giai đoạn chuyển tiếp ở quốc gia Tây Phi này sẽ không kéo dài quá 3 năm, đồng thời cảnh báo các nước bên ngoài không được can thiệp quân sự vào tình hình Niger. Vài giờ trước khi kết thúc tối hậu thư, yêu cầu đại sứ Pháp rời khỏi Niger được đưa ra bởi chính quyền quân sự. Hàng nghìn người dân ủng hộ lực lượng này đã biểu tình vào hôm 27 tháng 8 gần căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô Niamey. Đáp lại lời kêu gọi của các tổ chức ủng hộ chính quyền quân sự Niger về yêu cầu trục xuất đại sứ Pháp tại nước này, người dân Niger đã bắt đầu một cuộc biểu tình vào lúc bình minh hôm 27 tháng 8 tại một bùng binh nằm gần sân bay thủ đô Niamey, tiếp giáp với căn cứ không quân Nigeria và trại quân sự của Pháp. Hàng nghìn người biểu tình vẫy cờ của chính quyền quân sự cũng như giơ cao các biểu ngữ kêu gọi quân Pháp phải rút khỏi Niger. Một người dân ủng hộ chính quyền quân sự Niger chia sẻ, chúng ta không còn ở thế kỷ 18 và phải nghe theo mệnh lệnh của họ. Chúng tôi có độc lập, nếu đây là quyết định của chính quyền quân sự hiện tại, vậy thì mọi người phải tuân theo. Trước đó vào ngày 26 tháng 8, khoảng 20.000 người biểu tình đã tập trung tại một sân vận động ở thủ đô Niamey để ủng hộ chính quyền quân sự và phản đối nước Pháp. Các cuộc biểu tình bắt đầu diễn ra từ hôm 25 tháng 8, sau khi phía Bộ Ngoại giao Pháp bác bỏ yêu cầu trục xuất đại sứ Pháp tại Niger của chính quyền quân sự sở tại. Động thái trên nằm trong chuỗi sự kiện gây căng thẳng trong quan hệ giữa Pháp với chính quyền quân sự tại Niger kể từ sau cuộc đảo chính cách đây một tháng. Lực lượng đảo chính tại Niger liên tiếp cáo buộc Pháp muốn can thiệp quân sự và chính trị vào Niger để đưa Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum trở lại, đồng thời cũng cho rằng Pháp đứng sau hậu thuẫn và chi phối Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS, vốn bao gồm các nước từng là quốc thuộc địa cũ của Pháp để gây sức ép. Bất chấp áp lực ngày càng gia tăng từ cộng đồng quốc tế, nhất là các nước láng giềng Tây Phi, chính quyền quân sự tại Niger tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn và không nhượng bộ, sẵn sàng đương đầu với mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Ngày 27 tháng 8, hàng nghìn người dân Niger tiếp tục tập trung biểu tình tại sân vận động chính ở thủ đô Niamey, theo lời kêu gọi của chính quyền quân sự Niger, nhằm lên án ý định can thiệp quân sự của các nước láng giềng Tây Phi vào nước này. Đây là ngày thứ hai liên tiếp biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự diễn ra ở Niamey, đúng dịp tròn một tháng ngày xảy ra cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum vào đêm ngày 26 tháng 7. Những người biểu tình mang theo cờ của ba nước mà họ gọi là những bạn bè của Niger là Mali, Burkina Faso và Nga hô vang các khẩu hiệu lên án việc các nước láng giềng Tây Phi đe dọa can thiệp quân sự, đồng thời kêu gọi chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của binh sĩ Pháp tại Niger. Phát biểu tại sự kiện, người phát ngôn chính quyền quân sự Niger, đại tá Abdourahmane khẳng định cuộc chiến bảo vệ tổ quốc mới chỉ bắt đầu, kêu gọi toàn thể người dân Niger đoàn kết chống lại các hành động thù địch nhằm vào nước này.
Trong một diễn biến khác, truyền hình Al Arabiya dẫn tuyên bố ngày 26 tháng 8 của văn phòng tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum từ Paris nêu rõ, ông Bazoum vẫn là lãnh đạo hợp hiến của Niger và hoàn toàn không có chuyện nhà lãnh đạo này đã chấp nhận từ chức để tránh cục diện đổ máu tại Niger, như loan báo của một số nguồn tin. Tổng thống Niger Mohamed Bazoum bị lực lượng cận vệ bắt giữ và quản thúc tại dinh thự trong cuộc đảo chính không tiếng súng vào đêm ngày 26 tháng 7. Cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS đã phản ứng rất gay gắt với cuộc đảo chính, tuyên bố sẽ tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm cả can thiệp quân sự để lập lại trật tự hiến pháp tại Niger. Thưa quý vị, mặc dù tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn với chính quyền quân sự Niger, nhưng mới đây trong bài phát biểu vào ngày 25 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban ECOWAS cho biết hiện vẫn chưa quá muộn để chính quyền quân sự tại Niger xem xét lại hành động của mình và biện pháp can thiệp quân sự sẽ chỉ là lựa chọn cuối cùng sau khi các nỗ lực về ngoại giao thất bại. Theo Chủ tịch Ủy ban ECOWAS, hiện tại vẫn chưa quá muộn để chính quyền quân sự Niger xem xét lại hành động của mình và lắng nghe tiếng nói của lý trí vì lãnh đạo các nước trong khu vực sẽ không chấp nhận một cuộc đảo chính. Ông nhấn mạnh vấn đề thực sự là quyết tâm của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn vòng xoáy đảo chính trong khu vực. Ông cho biết ECOWAS hy vọng rằng những nỗ lực ngoại giao này sẽ mang lại kết quả mong muốn và khiến việc triển khai lực lượng trở nên không cần thiết. Tuy nhiên, các hoạt động chuẩn bị vẫn được tiếp tục và ECOWAS sẵn sàng triển khai lực lượng. Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban ECOWAS cho thấy lập trường ưu tiên sử dụng biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Niger của ECOWAS là không thay đổi, cho dù nhiều lần tổ chức này tuyên bố sẽ tiến hành can thiệp quân sự bất cứ lúc nào. Trước đó, vào hôm 22 tháng 8, trái ngược với các thông tin cho rằng cuộc thảo luận giữa phái đoàn ECOWAS và chính quyền quân sự Niger thất bại, ông Abu Bakar, đặc phái viên của ECOWAS về tình hình Niger cho biết cuộc thảo luận đã ghi nhận những dấu hiệu tích cực, mở ra cơ hội đàm phán và hy vọng mang lại kết quả. Ông Abdul Salami Abu Bakar khẳng định một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại nước này là hoàn toàn trong tầm tay. Về phía Niger, chính quyền quân sự cũng phản đối mạnh mẽ mọi biện pháp can thiệp quân sự khi mới đây đã tuyên bố trục xuất đại sứ Pháp tại Niger, Sylvain Itte. Động thái diễn ra trong bối cảnh chính quyền quân sự đã nhiều lần chỉ trích và cáo buộc Pháp muốn can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục quyền lực cho tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Trước đó, Pháp và ECOWAS là những bên có quan điểm phản đối mạnh mẽ nhất trong cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Niger Mohamed Bazoum xảy ra vào đêm ngày 26 tháng 7. Trong đó, ECOWAS nhiều lần tuyên bố sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, bao gồm cả can thiệp quân sự để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger. Theo các chuyên gia, mặc dù tới thời điểm hiện tại, các bên vẫn ưu tiên biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Niger do những hậu quả khó lường nếu tiến hành can thiệp quân sự vào nước này. Tuy nhiên, các ưu tiên ngoại giao vẫn chỉ là ưu tiên và có giới hạn. Nếu cả hai bên bao gồm chính quyền quân sự Niger và ECOWAS không có sự nhượng bộ, thì một kịch bản xấu tại đây hoàn toàn có thể xảy ra. Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, hơn 3.000 người đã được sơ tán sau khi mưa lớn trút xuống ở các khu vực ở tỉnh này từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 8. Mưa xối xả đã trút xuống khu vực phía tây bắc tỉnh Hồ Nam kể từ ngày 26 tháng 8. Các biện pháp ứng phó khẩn cấp với lũ lụt đã được triển khai tại thành phố Trương Gia Giới và ba huyện. Lượng mưa lớn đã gây lũ lụt tại các khu vực ở vùng trũng thấp của huyện Tăng Thực, khiến một số khu vực dân cư vùng nông thôn chìm trong biển nước. Trong khi đó, từ miền Đông, miền Trung đến Tây Nam Trung Quốc, nhiều nơi trên cả nước phải hứng chịu mưa lớn liên tục trong mưa kéo dài những ngày vừa qua. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa cực lớn có thể xảy ra ở một số khu vực trong ngày 27 và ngày 28, nguy cơ gây ra lũ lụt và lở đất.